chỗ nào thôi. Ở trên kia kìa. Đâu? Đó là đằng kia kìa. Sorry. Chú biểu diễn nè. Chuẩn bị biểu diễn cái siết châu Âu đó, coi không? Dạ coi. Yeah. Con gà. Có cái bánh nào, bánh. Coi xong đi rồi lát lại ăn. Yeah. Tao biểu diễn xong rồi mình lại coi xong rồi mình lại ăn. Đó, tao giờ tao biểu diễn rồi kìa. Chúc con mới biểu diễn. Mày nhìn kìa, mày nhìn trong đó là cái gì? Ba. Hả? Trên đó nó xì vậy đó. Để anh cho đi ngồi. Nè, cầm quay cho. Bất bội. Có tìm coi chỗ nào bán chè. Bữa hổm hồi đó là chỗ này bán chè nè. Chỗ này là bán đồ chè nè, bây giờ không thấy nè. Khu ẩm thực nè. Buffet nè. Thank you.